còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Ghi nhận tại một số điểm bán cây kiểng tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, các loại cây kiểng trưng bày trong dịp Tết như thần tài, khế, cây kim ngân lượng đã được trang trí rực rỡ sắc xuân. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, thời điểm này một số sạp hoa có bán thêm những cành hoa đào được nhiều khách hàng quan tâm. Tùy dáng cành, chiều cao, trung bình từ 150.000 đến 800.000 đồng một cành. Anh Hiệp, chủ một sạp hoa cho biết, cách đây một tuần hoa đào đã có mặt tại chợ để cung cấp cho người dân thành phố. Đa số hiện nay cửa hàng bán cành đào vì cành vừa tạo được nhiều dáng đẹp, vừa dễ vận chuyển hơn so với cây đào trồng lâu năm còn nguyên gốc. Theo anh Hiệp, từ 23 âm lịch trở đi là cao điểm mua sắm, khách sẽ đông hơn và thời điểm đó mới biết được giá có tăng hay không. Ông Lý Phú Quý, giám đốc hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen cho biết, hoa đào về chợ cách đây 10 ngày và đi bằng container. Năm nay lượng hoa đào nhập chợ khoảng 5 container. Theo ông Quý, giá hoa bán sỉ 120 đến 130.000 đồng một cành 80 cm, cành cao nhất 1,8 m giá 300.000 đồng.